Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội, đội Bắc Sơn và đội Phổ Yên. Đội Phổ Yên là gần màn ảnh các bạn với trang phục áo vàng. Đội Bắc Sơn xa màn ảnh các bạn với trang phục áo đỏ. Điểm 1-0 cho đội Phổ Yên. Điểm 2-0 cho đội Phổ Yên. Điểm 3-0 cho đội Phổ Yên. Điểm 1-3 cho đội Bắc Sơn. Điểm cho đội Phổ Yên 4-1. Điểm cho đội Bắc Sơn 2-5. Chúng tôi xin thông báo để mừng đảng mừng xuân năm 2020. Điểm đội Phổ Yên 6-2. Tại đây các đơn vị nào tham gia thì chúng ta đăng ký đúng ngày mùng 1 là chúng ta là phát bóng ngoài sân đối với Điện Bắc Sơn 3-6. Phát bóng lại sân đổi cho Địa Phổ Yên 7-4. Điểm cho đội Phổ Yên 8-4. Điểm cho đội Bắc Sơn 5-8. Tiêu diệt áo vàng đây. Áo vàng này.
đập bóng tốt rồi điểm cho đội Bắc Sơn 6-8. Phát bóng tốt đổi điểm cho đội Bắc Sơn 7-8. Điểm cho đội Bắc Sơn 8-0. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Phổ Yên 9-8. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Phổ Yên 10-8. Bóng tốt, điểm cho Phổ Yên 11-8. Đập bóng không qua lưới, điểm cho đội Phổ Yên 12-8. Điểm đổi điểm cho đội Bắc Sơn 9-12. Bỏ bóng tốt, điểm cho Phổ Yên 13-8. Tôi thông báo theo đàn cấp sơ Phổ Yên thì Trung Lương với cấp 3. Điểm cho đội Bắc Sơn 9-13. Điểm cho đội Phổ Yên 14-10. Điểm cho đội Phổ Yên 15-10. Bóng ra ngoài để điểm cho Bắc Sơn 11-15. Quay luôn được à? Vâng. Được à? Đúng phải thế. Đẹp lắm.
đập bóng đẹp. Điểm cho Phổ Yên 16-11. Điểm cho Bắc Sơn 12-16. Điểm cho Phổ Yên 17-12. Ôi, ngoài còn đỡ. Điểm cho Phổ Yên 18-12. Điểm cho Bắc Sơn 13-18. Điểm cho Phổ Yên 19-13. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Bắc Sơn 14-19. Điểm cho Phổ Yên 20-14. Đập bóng ra ngoài. Điểm Phổ Yên 21-14. Phổ Yên thắng đội Bắc Sơn là 21-14.